để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và học tập. Máy tính xách tay hay còn gọi là laptop là hành trang không thể thiếu đối với hầu hết các bạn học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, ngày nay trên thị trường, laptop ngày càng đa dạng, phong phú với cấu hình, mẫu mã và giá thành khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi sinh viên lại có nhu cầu sử dụng tùy theo ngành học và sở thích của mình. Vì thế, việc lựa chọn một chiếc laptop ưng ý nhưng vẫn đảm bảo giá thành là rất cần thiết. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp anh Xuân Quý, một chuyên viên kỹ thuật của cửa hàng Vingroup Cộng. Và anh ấy sẽ tư vấn cho chúng ta cách lựa chọn máy tính xách tay như thế nào cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn sinh viên. Vâng, xin chào anh Long, chào mọi người và chào các bạn sinh viên. Mình làm việc văn phòng thì nó có những dòng Acer thì nó có cấu hình cỡ khoảng chip là chip Core i3, RAM nó khoảng tầm 2GB, ổ cứng của nó thì cũng khoảng tầm 500GB. Nó phục vụ rất tốt cho việc mình lướt web hoặc là mình soạn thảo văn bản văn phòng. Những sinh viên mà học thuộc dạng các chuyên ngành về thiết kế đồ họa, thiết kế web hoặc là đòi hỏi những phục render hình rất là cao thì nó có những dòng như Dell, nó tích hợp thêm kẹt đồ họa và bộ nhớ RAM của nó sẽ tăng lên và con chip của nó sẽ cao hơn. Sau khi tìm được cho mình một sản phẩm máy tính xách tay có cấu hình và chức năng phù hợp đáp ứng nhu cầu của bản thân thì giá cả chính là vấn đề quan trọng thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên. Sau đây sẽ là gợi ý một số sản phẩm có mức giá từ 4 triệu 900 ngàn đồng đến 11 triệu 900 ngàn đồng mà bạn có thể chọn mua. Lenovo IdeaPad i100, Acer Aspire E5, Dell Inspiron, Lenovo Z500, Acer X452LD, HP Pavilion 14. Em là bên dân sinh viên thiết kế đồ họa và lập trình web. Thứ nhất là em lựa chọn chiếc máy xách tay, này là về cấu hình rất là mạnh. Thứ hai nữa là giá cả phải chăng với túi tiền của em, lại còn được tặng quà rất là nhiều về buổi sinh viên nữa. Vâng, xin cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những thông tin hữu ích vừa rồi, quý vị và các bạn sẽ lựa chọn cho mình được một chiếc máy tính xách tay phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng.